Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính Bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đức Quyền, cựu chủ tịch và cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, là những người liên quan các quyết định giao hơn 11.000 m2 đất cho tập đoàn FLC không qua đấu giá để thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Việc giao đất không qua đấu giá nói trên sau đó đã được cơ quan thanh tra khẳng định là không đúng quy định, dẫn đến nguy cơ làm thất thoát ngân sách nhà nước. Cụ thể, lần giao đất đầu tiên là tại quyết định số 2277 ngày 21 tháng 7 2014 về việc giao đất có thu tiền đất sử dụng do thuê đất thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, nhà ở chung cư cao tầng cho công ty cổ phần tập đoàn FLC, sau đây gọi tắt là FLC, tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký. Nội dung quyết định này nêu giao cho FLC 4.200 m2 đất tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, nhà ở chung cư cao tầng, sau này đổi tên là dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC. Với hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời do FLC thuê 11.822,5 m2 đất tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án khu nhà ở thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh hai tòa nhà, với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Đến ngày 22 tháng 10 2015, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 4228 thay thế cho quyết định số 2277. Theo đó, quyết định 4228 có nội dung FLC được giao 15.184 m2 có thu tiền sử dụng đất và 287,5 m2 đất cho thuê tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa để FLC thực hiện dự án. Tiếp đó, ngày 1 tháng 9 2017, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ký quyết định số 3288, điều chỉnh điều 1 của quyết định số 4228. Cụ thể, nội dung sau điều chỉnh tại quyết định là giao 15.471,5 m2 đất cho FLC để thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC, trong đó giao 11.566,8 m2 đất có thu tiền sử dụng đất, phần diện tích 3.904,7 m2 đất đường giao thông nội bộ, giao cho FLC quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Thanh Hóa, vào thời điểm tháng 7 2022 thì khu đất thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa tại vị trí đất có giá trị thương mại cao, được nhà nước giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhưng giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở với diện tích 11.566,8 m2 là vi phạm điều khoản 8, điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 1, điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những nội dung không đúng quy định trong quá trình triển khai dự án này như việc cấp giấy chứng nhận nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trình tự, thủ tục giao đất, xác định giá đất, phê duyệt và điều chỉnh dự án nhà đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh. Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29 đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Có nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ quản lý và sử dụng ngân sách của một số dự án, trong đó có các dự án do công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong số các cá nhân có vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu có tên ông Trịnh Văn Chiến và ông Nguyễn Đức Quyền. Liên quan đến các dự án của FLC tại Thanh Hóa, tháng 7 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản do công ty cổ phần tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc cung cấp hồ sơ các dự án nêu trên để phục vụ việc điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán POS và các công ty có liên quan. Theo đó, trong 7 dự án mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp hồ sơ có dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa. Ngày 30 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản dừng thực hiện chủ trương thành lập Đại học FLC ở tỉnh Quảng Ninh. Văn bản này đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình 692 ngày 27 tháng 4 về việc hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập trường Đại học FLC. Trước đó,
Trường Đại học FLC được phê duyệt chủ trương thành lập vào ngày 3 tháng 6, 2019, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Trường được xây dựng tại khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh tại phường Hà Lầm và phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Tại thời điểm lên kế hoạch thành lập, trường đại học này dự kiến kết nối trực tiếp hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn FLC đang hoạt động. Trường đặt mục tiêu xếp hạng QS Rating và kiểm định ASEAN University Network AUN với định hướng đào tạo 3 ngành, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là du lịch, hàng không và công nghệ cao. Trong giai đoạn đầu, Đại học FLC dự kiến quy mô đào tạo 600 sinh viên trong mùa tuyển sinh đầu tiên vào cuối năm 2020 và tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024, 20.000 sinh viên vào năm 2035. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, cùng với việc các cựu lãnh đạo của FLC vướng vòng lao lý từ năm 2022, khiến dự án trường đại học này chưa thể triển khai và đến nay đã chính thức bị dừng chủ trương thành lập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.